Hi các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror trong chương trình kể chuyện ma của Tân ngày hôm nay nha. Thì làm cái công việc kể chuyện ma á, thì nhiều bạn giống như là coi cái kênh này lâu quá rồi, các bạn hiểu Tân quá, cho nên mỗi lần mà Tân nghĩ á, là các bạn biết ngay là mùa mưa là Tân bị viêm xoang. Mấy bạn hay đòi gửi thuốc về cho Tân. Thì thật ra mà nói, bệnh viêm xoang là một cái bệnh nó mãn tính rồi, nó không có hết. Cho nên là các bạn quan tâm Tân là Tân mừng rồi, khỏi cần phải gửi thuốc, tại vì gửi nó cũng vậy thôi à. Nói chung là mùa này nó kết hợp hai thứ. Một là bị viêm xoang mà nó nhẹ thôi, hai là buồn ngủ. Không hiểu lý do tại sao uống cà phê rồi mà vẫn buồn ngủ ghê gớm. Thì giống như là có những buổi mình tận hưởng cái cuộc sống chút xíu, mình ngủ cho nó nhiều thì mình không kể chuyện, chỉ vậy thôi. Thí dụ như những buổi nào mà mình thấy mình khỏe, mình thoải mái, mình tỉnh táo được đó, mình mới kể câu chuyện. Chứ mà kể trong cái trạng thái mệt mà lừ đừ đó, thì nó khó chịu lắm. Rồi bên cạnh đó nhiều bạn có những câu hỏi dễ thương lắm. Thí dụ như có bạn hỏi Tân, thí dụ Tân bị ế thì có bao giờ Tân suy nghĩ rằng mình sẽ yêu một cô tiên hay là yêu ma để cho đỡ buồn? Thì Tân nghĩ là nếu mà lỡ yêu ma thì hay là yêu tiên thì mình sẽ buồn hơn. Là bị gì tiên á thì người ta đâu có cho yêu con người đâu, thấy không? Lỡ yêu rồi mà mấy bả bay về trời á thì sao? Còn yêu ma đó thì bạn biết rồi, lúc vui nó đẹp mà lúc buồn nó gớm lắm. Cho nên không có nhu cầu ha. Với lại mình có thể tìm được một nửa của mình không nhất thiết là phải yêu trong thế giới tâm linh mà qua màn sương khói. Những câu hỏi rất là dễ thương, những câu hỏi mà mình nghĩ rằng là không thể có trên đời, nhưng mà là được đặt ra cho mình. Thì trong số đó cũng có người hỏi Tân là ma đó có bao giờ ở chốn đông người không? Thì thật ra mà bạn cũng biết á, nếu bạn để ý chút xíu thì ma quỷ luôn ở chốn đông người. Bởi vì nơi đó náo nhiệt, nó vui. Ngày xưa ma quỷ xuất hiện ở gánh hát các bạn, ở đình, ở miễu, ở chùa, đặc biệt là những dịp lễ. Vì nơi đó là con người đi tới đi lui nhiều, người ta thăm viếng nhiều, thì ma quỷ xuất hiện nhiều bởi vì vui. Ngoài chợ là có sát sanh, có máu tanh, rồi có người cúng kiến, có hương khói, thì người ta có thể ma đói người ta xuất hiện khá nhiều. Cho nên nhiều khi mình đi chơi ở một nơi nào đó, đặc biệt là ở nước ngoài, nó không phải là nơi quen thuộc của mình, thì thường mình sẽ đi về đêm, bởi vì chơi cho đáng. Một lần đi du lịch mà giống như cái nếp sống ở Sài Gòn, ở quê hương mình nó chán quá. Sáng đi học, trưa ngủ, chiều đi chơi bạn bè để chút xíu, 11 giờ là phải về trình báo gia đình. Còn mà mình đi du lịch thì nhiều khi mình đi đến 1-2 giờ sáng, 3-4 giờ sáng. Mình đi chơi cho nó đã mà, đi thăm thú đời sống của người ta. Thì đôi khi về có nhiều bạn nhìn thấy bóng dáng ai ở trong những khu chợ mà đang bóc sình ăn, thì mấy bạn có gửi chuyện cũng như là chia sẻ tâm sự với Tân, thắc mắc. Thì thật ra đó là những nơi ma quỷ tụ tập rất là nhiều. Nơi càng đông người, ma quỷ càng tồn tại. Bởi đôi khi bạn thấy là những cái chuyện mà tệ nạn xảy ra là ở nơi đông người. Đánh nhau, đụng xe, cãi lộn, chém giết đều xuất phát từ những nơi đông đúc. Nhiều khi mình nghĩ nơi vắng mới có ma, vắng ma nó kiểu khác. Nhưng mà muốn tiếp xúc nhiều là nơi đông người. Thì tôi kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện ngày hôm nay. Một cái câu chuyện mà của Thái. Bởi vì thứ nhất là Tân cũng sắp đi đến Thái để khám phá một số thứ, đổi cái môi trường làm việc một chút xíu để cho mình có một cái sức động lực mình làm việc nó tốt hơn trong những thời gian sắp tới. Vì hiện tại bây giờ Tân đang đợi quản lý làm xong passport, tại quản lý đang làm lại cái passport thì xong là mình bay thôi. Thì mình kể một câu chuyện Thái Lan để mà coi như là giảm mồi cho cái chuyện mình trở lại. Thì câu chuyện nó xảy ra cái vùng này Tân miêu tả cho các bạn dễ hiểu, nó giống như Long An, giống như thành phố tỉnh Long An của mình vậy đó, là một cái nơi giáp ranh giữa thành phố và các tỉnh miền Tây, là cửa ngõ. Khi mình về các tỉnh phía Tây phải đi qua Long An. Và các tỉnh đi lên đây cũng phải đi qua Long An, thì giống như vậy đó, cái vùng giống y chang vậy. Thì ở đây người ta cũng giống như mình, là người ta cũng canh tác nông nghiệp. Có một số nơi người ta vẫn nuôi những cái vuông tôm, vuông cá để người ta cung cấp cho thủ đô, cho những nhà hàng. Thì bạn biết là những cái vuông tôm là hay bị những cái chuyện là hãm hại lẫn nhau. Đừng có nghĩ là người Thái là không có. Ở đâu cũng có người xấu, ở đâu cũng có người tốt, ở đâu cũng có những hồn ma uất hận hết trơn. Mà con người thì ai cũng ích kỷ như ai. Chỉ là cái sự ích kỷ đó nó có được gọi là bổ túc bởi cái sự văn minh hay không thôi. Thí dụ như mình văn minh, mình ích kỷ, mình ghen tị, thì mình cố gắng, mình học hỏi, mình phát triển cuộc sống mình, con người mình. Còn khi mà mình không có kiến thức thì cái việc đầu tiên của mình là mình đi xỉa xói, mình đi vu oan, mình đi xuyên tạc, mình đi hãm hại người khác. Cái cuộc ích kỷ thì ai cũng có, Tân cũng có. Thì cái vùng này có cái ông chủ mà ổng là người thừa hưởng hai cái vuông tôm. Thật ra gia đình của ổng ở đó cũng đầy, người ta cũng vuông tôm, vuông cá hết, nhưng mà ổng được thừa hưởng hai vuông tôm. Mà ông chủ này không có vợ, ổng không bao giờ thấy ổng quen với ai hết trơn, làm như dùng này không ai vừa mắt ổng. Mà ổng rất là sợ cái vuông tôm, ổng bị một cái vấn đề gì đó. Tại trong vùng cũng có những người câu trộm mấy bạn, câu trộm nhậu lai rai đồ đó, hoặc là người ta canh tôm ngọt á, nó sắp chết á, nó nổi lên người ta vớt để người ta nhậu. Nhưng mà ổng không có thích. Thì tất nhiên ai kinh doanh mà thích bị vậy bao giờ, thà vô xin hoặc là mua 1-2 đồng cũng được để người ta có đồng ra đồng vô, chứ ai đâu chơi kỳ vậy đó. Mà nếu như lỡ cho người ta vớt kiểu chùa vậy đó, thì tương lai người ta cũng sẽ bỏ thuốc để tôm nó nổi nhiều hơn, người ta vớt người ta ăn. Bị cho mà chết rồi tôm ngọt nó còn nửa giá. Đó. Thì ổng ngồi ổng canh, ổng xây cái chòi ổng canh. Bởi vì nhiều khi bạn đi những cái vùng các tỉnh, bạn thấy là nhà lá, nhà chanh nhách lá, nhưng mà thật ra nhiều khi người ta không ở đó. Ở đó là cái chòi người ta xây lên, người ta nghỉ trưa, người ta nằm, người ta nghỉ trưa, người ta canh những cái lúc mà chuẩn bị thu hoạch, gần thu hoạch tôm cá gì đó, người ta ở đó. Thì Thái Lan cũng giống vậy thôi. Thì ông này ông ở đó ông canh, ông canh mà cứ bị hoài. Ông canh mà cứ bị cái đầu ngược lại, cái vuông tôm nó hình vuông đi, ông canh ở cái góc cuối, thì góc đầu là bị người ta vớt. Bị gì đơn giản là lớn tuổi rồi, nhìn cũng không có được gọi là xa, mà người ta thì ăn cắp chuyên nghiệp. Ông tính tới tính lui, ông mới nghĩ rằng là cũng là xóm diện với nhau thôi, cũng là chung một cái ấp, cái xóm thôi. Những thằng ăn cắp cũng là bạn mình từ nhỏ đến lớn thôi, chứ không phải là người lạ bên ngoài gì. Nhưng mà mình không có thích cái chuyện đó, cho nên đâm ra ông mới xây một cái quán, nhà sàn. Cái quán đó là kiểu giống như là bán cơm, nhưng mà là bán cơm đêm. Bởi vì sao? Bán cơm đêm á, thì ổng mướn thêm người canh đêm luôn. Thí dụ như thằng nào muốn ăn tôm, ăn gì thì phải vô trả tiền. Nhưng mà dĩa cơm đêm nó rẻ hơn bên ngoài. Cũng là cơm tôm, cũng tôm dum, sôm tầm đầy đủ, nhưng mà nó rẻ hơn bên ngoài. Mà có người nấu ngon nữa. Thay vì người ta ghét, người ta để bản cấm, người ta báo cảnh sát gì đó, thì người ta sử dụng một cái cách ta mở nguyên cái quán cơm luôn, để cho những ai khó khăn trong vùng, bạn bè xưa cũ đừng ăn cắp mình nữa. Nó tới nó ăn, nó trả tiền 1-2 đồng cũng được nữa. Thì ổng mới thuê 2 cô gái về đó để làm cơm chiên tôm, rồi tôm dum này kia các cái để bán. Thì cái vùng đó bắt đầu đắt. Các bạn biết là giống như là đó người ta không nấu ăn, hay là nấu ăn hoài ta chán. Bây giờ có cái tiệm mở ra ngay chỗ đó là đắt. Thì chòm sớm giềng tới ăn, rồi bắt đầu tự nhiên nó bị chuyển công năng. Ban đầu từ ăn cơm, cái chuyển thành quán nhậu. Bởi vì dưới quê mà, đi vô ai ăn cơm bao giờ, vô mà có người đẹp nên nấu cơm nữa thì ta mua thêm rượu vô người ta nhậu. Mà ông chủ này bắt đầu khoái, thấy ủa sao tự nhiên mình mở sớm giềng, cô dì chú bác sôm tụm lại khoái quá, bắt đầu nhậu nhẹt chung. Thì cái quán này bắt đầu nó chuyển thành nhậu đêm, đông vui hết, nhậu đêm là này kia các cái vui. Thì có cái ngày đó 2 cái cô gái này mới xin về quê để lo chuyện gia đình gì đó. Thì cái quán này bị đóng cửa 1 tuần. Thì trong 1 tuần đó ông này ổng có tiếp khách hay không là chuyện của ổng, nhưng mà hai cái người bếp chính đã đi rồi thì không ai nấu nữa. Cho nên là một tuần lễ đóng cửa thì hai cô này về giải quyết chuyện gia đình xong đó, hai cô này mới dòng lại cái chỗ này làm việc. Thì do cái lịch trình làm việc của hai cô này đã quen rồi, là bán đêm, cho nên là sáng ngủ tối bán, tối mở cửa. Thì sáng đi xe, tối tới đây là tầm một khoảng, tới cái chỗ mà chỗ làm mình á, là tầm khoảng đâu là 6:30 tối thôi. Nói chung là còn rất là sớm. Thì hai người này mới vô quét dọn. Thì bên đó người ta cũng có cái tục lệ, giống như mình đi xa về thì mình cũng phải mở hết cửa sổ ra, mặc dù là ban đêm hay ban ngày cũng phải mở ra, thắp nén nhang là lên cái bàn thờ. Rồi mình vô bếp á, mình mở cái lò bếp lên để cho nó có cái sinh khí, nó có lửa trong gia đình. Thì cô này vô cũng làm các cái thao tác y như vậy. Và sẵn đó, mình nấu ít đồ ăn để mà mình dùng khi mà mình đi xa về. Đó, thì còn cô chị á, mới ra cầm cái nắp nồi đập la lớn lên để báo hiệu người trong vùng. Mở đèn là hết, báo hiệu người trong vùng là mình đã về rồi, bắt đầu sẵn sàng bán lại rồi. Vì hai cô này ngủ cũng đủ rồi mà cái đoạn đường đi thì cũng không có mệt, đâm ra muốn bán đêm. Đó, gõ chiên gõ trống này nọ thì không thấy ai tới. Thì hai cô này mới nghĩ rằng là thôi mình vô mình nấu ăn cho mình đi. Đó, thì cả hai mới vô soạn đồ trong tủ lạnh ra nấu. Thì sẵn mới nhìn qua chòi của ông chủ coi là ổng có ở đó hay không. Thì ổng không có ở đó. Và thật sự là biết không có rồi, tại vì nếu có là ổng qua liền. Ổng qua liền mà. Đó, thì hai cô lo chuẩn bị. Thì trong lúc chuẩn bị mới nghe ở ngoài cái cầu thang gỗ đó, nghe tiếng lịch kịch đi lên. Các bạn biết là người Thái họ xây là xây nhà sàn, đặc biệt ở những vùng quê. Cho nên là bạn muốn lên nhà người ta là bạn đi lên cái sàn, cái lên cái cầu thang gỗ. Thì bước lên là nghe tiếng liền. Thì hai cô này mới đi ra nhìn coi ai mở hàng, mình mới quay về. Thì mới thấy một cái người đội nón lụp xụp, nón tay bèo, bận áo sơ mi rộng, quần cục. Thì mới đi vô mới ngồi ngay đúng cái vị trí mà cái người này hay ngồi. Giống như là nhiều người, cho nên là nhìn thấy quen, biết khách quen, thì mới nói giọng ra là ăn như cũ hả? Thì cái người này không trả lời. Thì hai chị em mới vô làm món bưng ra thì để ngay cái bàn đó. Thì vừa để thì hai chị em mới nghe một cái mùi thúi nó thoang thoảng. Thì bạn biết không, ở dưới quê nó bị vậy nè. Có nhiều người ta đi chân không đó, thì người ta dẫm qua cái gì đó, người ta đi vô quán là chuyện bình thường. Cho nên hai chị em mới bắt đầu để ý nhìn. Thì mới nhìn xuống chân ông này. Thì nhìn xuống chân thấy chân tím tím ngắt à, giống như là nhìn rất là ớn, giống như không phải chân người ta vậy đó, nhìn tím ngắt à. Thì cái người nhìn hình như là người em, mới định quay vô nói chị. Thì vừa định quay vô thì bà con tới, là chòm sớm thì tới nhậu, biết hai chị em này mở cửa thì tới. Cái người chủ này không tới, cái ông chủ không tới, mà bà con chòm sớm tới. Mới vô kêu đồ ra nhậu, là ngồi từ trên nhà sàn mà ngồi tràn xuống dưới sân luôn. Hai chị em tức bực chạy lên chạy xuống chăm sóc khách hàng. Rồi bắt đầu thấy thư thái thư giãn chút xíu, hai chị em vô nhậu chung. Tại vì cái quán này nó không có quy định gì chứ các bạn, quán quê mà, tình làng nghĩa xóm là chính thôi. Nhiều khi có những món không có trong menu nữa, ở đâu tự nhiên nhà có mấy con ếch bưng qua kêu làm xào cà ri gì đó là tự làm luôn, nhưng mà người ta vẫn trả tiền. À, thì hai chị em đi tiếp ăn nhậu thì dần khuya rồi, tầm 1-2 giờ sáng bắt đầu khách vơi dần đi, không còn đông nữa. Thì mình phải dọn dẹp, dọn bàn, dần mình thâu dọn vô để khi mà người cuối cùng về là mình đỡ mệt. Chứ mình để tày quầy ra đó đến lúc mà người ta về hết đó, mình dọn cái đống đó mới ớn. Cho nên là hai chị em thay phiên vừa tiếp khách vừa dọn, thì nó rất là bận bịu. Thì cái bàn cuối cùng, thì cái bàn nó xui một cái nè, thì không phải là xui mà nó đúng trùng hợp cái là cái bàn nó ngồi ở dưới nhà sàn. Thí dụ cái bàn nó ở trên nhà sàn thì chắc hai chị em đã thấy chuyện lạ rồi, nhưng mà do cái bàn cuối cùng nó ở dưới cái gầm của cái nhà sàn, hai chị em một người đang dọn bên ngoài, một người đang nhậu bên trong với cái người khách đó, mà là người trong vùng. Thì mới nói một câu rằng là: ủa hai chị em mày đi về quê rồi Thằng chủ đâu? Thằng chủ đi về chung luôn rồi hả? Nó ưng một trong hai chị em dễ gặp gia đình bên đó hay sao mà không thấy nó lên chung, hay nó ngủ trong phòng. Thì hai chị em chưng hửng mới nói trời ơi chủ tới chứ yêu đương gì đâu, ổng đâu có đi đâu, ổng ở đây mà. Ổng ở đây mà có hai đứa con đi về quê thôi. Thế thì cái người trong vùng nó ủa lạ, hai chị em mày vừa đi thì đêm hôm đó là tao thấy cũng tiệc tùng gì ở đây nè. À, rồi xong rồi sao không thấy ai nữa hết trơn, từ đó đóng cửa cũng không thấy nó đâu hết. Nó cũng không canh dung tôm luôn. Rồi mấy bữa thấy người ta hay đi vớt tôm trộm nè, cũng không ai nói gì hết trơn. À, bắt đầu hai chị em mới thắc mắc không biết chủ mình ở đâu, bị gì cái chỗ đó không phải chỗ ông ở. Nhà ông là ở trong sâu hơn nữa. Thì lúc đó là hai chị em nói là kệ đi, nhiều khi ông có việc gì thì sao, kệ ổng chứ còn tụi con mới lên không biết gì. Thì người ta nhậu nhẹt xong hết á thì mới đi về. Thì lúc này hai chị em mới dọn cái bàn cuối cùng đó, bưng hết tất cả những cái đồ dơ đi ra ngoài cái chỗ mà rửa. Thì khi mà rửa đó thì các bạn biết là cái nhà sàn nó có những cái khe bằng gỗ lót sàn đó, nó mới nhiễu máu xuống. À, nó nhiễu máu xuống. Thì ban đầu hai chị em không biết là máu, cứ thấy nghe bạch 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 em không biết là máu. Nhưng mà khi tới gần rất là hôi. Mà cái chỗ nhiễu đó là ngay đúng chỗ cái ông khách đầu tiên vô ngồi ăn. Thì các bạn biết là những cái miếng gỗ đó, nó ghép không có đều, đâm ra là mình vẫn có thể thấy được người ngồi ở trên cái sàn gỗ ở trên. Thì hai chị em nhìn lên mới thấy là cái ông này bị cái con dao nó đâm vô cổ, hai mắt mở mà chết gục ở trên đó mà máu nó nhiễu xuống. Thì hai người này mới hoảng hồn mới la lên thì mới chạy ngược lên để coi ổng. Thì khi chạy lên bạn biết là cái bàn nó không có người, cái bàn nó vốn dĩ từ đầu chí cuối không có người. Cái dĩa cơm ban đầu bưng ra đã thiêu nhưng mà vẫn còn yên nguyên. Thì hai chị em rất là lạ, lấy làm lạ bất ngờ, mới đi tới đó coi. À, mới tới nhìn cái coi thì mới nghe tiếng cầu thang có tiếng lợp cợp. Thì quay qua mới thấy rõ mồn một luôn là ông này đó, con dao nó ghim ngay cổ mà ông đi xuống cái bậc cầu thang ông đi về. Nhưng mà không có thấy chân nữa, chỉ thấy nửa người với cái phần đầu gối thôi là ông lướt đi xuống. Thì hai chị em này biết gặp ma rồi. Mà bạn biết ma đó, ở Thái Lan nhìn nó gớm lắm. À, bạn coi phim bạn thấy rồi đó, nó giống như là nó còn là con người nữa. Thì khi mà thấy lướt xuống như vậy đó thì hai chị em mới hét lớn lên bỏ chạy. Nó đi rồi mới bỏ chạy. Thì bỏ chạy thẳng vô trong vùng la lên, la toán lên hết luôn. Thì mấy người hồi nãy nhậu người ta về, có người ta vẫn còn thức, người trong vùng ta nghe ta mới ra thì mới tả lại cái dáng người. Thì cái ông này là người trong vùng mấy bạn, cũng là người không vợ không con, nhưng mà sống nghịch, nghĩa là sống nghịch lại với cái ấp này. Nó giống như nắm sống ở bên bìa bên kia của cái ấp vậy đó. Thì người ta mới tới đó người ta coi thì là không thấy ai trong nhà. Thì bắt đầu trong vùng người ta biết mà, có những người ta làm thầy hoặc là những người lớn tuổi đó, ta thấy cảnh ma quỷ vậy là ta biết là ma quỷ nó báo cho mình biết là nó chết, mà nó chết đâu gần đó thôi. À, thì người ta bắt đầu người ta mở đèn sáng người ta rọi. Bạn biết ngay cái vuông tôm là cái ông đó ông chết ngay đó, mà cái người giết chính là ông chủ. À, thì cái sự việc đó sau đó được báo cho cảnh sát Thái Lan. Người ta mới bắt đầu người ta đi truy lùng, người ta tìm. Thì sau khi truy lùng tìm rồi phát cái cáo thị giống như là đi truy nã ông này đó, thì rốt cuộc đó là ông ra ông đầu thú. Ông đi về một cái vùng khác ông ở, ông trốn. Ông ra ông đầu thú, ông mới kể là cái đêm mà hai chị em này đi về quê đó, thì ông mới ngồi ông nhậu lai rai trên nhà sàn. Thì ông này tới quậy thì hai bên mới cự cãi với nhau. Ông mới rút dao ông đâm vô cổ. Ông chỉ là ông định hù thôi, nhưng mà đâm trúng cổ thì ông này cũng gục chết ngay cái vuông tôm đó. Mà cái điều kỳ lạ là gục chết ngay đó là nửa người dưới nước mà nửa người ở trên. Vậy mà một tuần lễ không ai thấy bà. Một tuần lễ không bay mùi, không ai thấy. Nó kỳ chỗ đó. Mà khi hai chị em về mở đèn, mở đồ lên, là cắm nhang này kia lên, thì cái vong hồn nó xuất hiện. Thì lúc đó mới đi truy lùng mới phát hiện. một cái chuyện vô cùng vô lý trong chuyện tâm linh. Thì những cái người thầy Pháp ở đây người ta giải thích là hồn ma này nó khi nó chết thì cái hồn nó phủ thân, có nghĩa là nó đè lên thân, nó che lại. Nó thấy người nó máu me, nó dơ quá, nó đè, nó che lại. Cho nên là những cái người đi ngang người ta không thấy. Chứ còn nó chết ngay đó là ai cũng thấy hết. Nhưng mà tại vì nó che, nó gọi là ma phủ thân. Nó che cái thân người nó lại, nó quý cái xác nó che lại thì không thấy. Nhưng mà hai chị em này khi mà về đó, thắp cái nhang lên thì cái hương nhang nó bay, và mở cái bếp lò lên thì nấu nướng thì cái hương nó bay ra. Thì cái xác này chết đói mà, chết oan bị giết ngay đó mà. Thì nó nghe mùi nó đói, nó mới buông cái xác nó đi vô. Thì lúc đó mới lộ ra. Có nghĩa là suốt một tuần lễ nó ôm cái xác của nó ở đó thì không ai thấy. Nhưng mà khi mà cái bếp lò với lại cái cây nhang cắm lên đó, thì cái hương nó bay ra, nó nghe mùi thì nó mới tới nó ăn. Nó tới nó ăn thì mới thấy. Thấy thì cái xác mới bắt đầu mới lộ ra. Thì lúc này mới bắt đầu thối rửa nhanh thôi. Thối rửa nhanh chứ cũng không phải là còn bộ xương, còn đúng một tuần lễ là cũng thối lắm rồi. Đó. Thì chính vì vậy mà cái vụ án này đó, là nó nổi tiếng ở cái vùng đó luôn. Nó nổi tiếng vùng đó luôn. Là người ta nói là rất là phi lý. Khi mà hỏi lại những người ngồi nhậu đó, đúng là người ta không thấy ai ngồi cái bàn đó hết trơn. Chỉ ngoài hai chị em đó thấy thôi. Còn những người tới nhậu là không ai thấy cái bàn đó có ai hết trơn á. Và cái điều này nó minh chứng cho cái câu hỏi các bạn là ma có đến chỗ đông người không? Ma chắc chắn phải đến chỗ đông người. Bởi vì ai buôn bán thì cũng sẽ ra lạy phong long ngoài đường, lạy ông đi qua, lạy bà đi lại, lạy người khuất mặt khuất mày. Sau đó người ta cắm cây nhang trước cửa. Thì những cái thứ bánh kẹo hay những cái thứ mà người ta nấu nướng lên đó, đôi khi ma quỷ nó hưởng được mấy bạn. Chỉ là nó hưởng không nhiều thôi. Bởi vì ma đói các bạn biết rồi, nó hưởng không có nhiều. Nhiều khi dạ xoa hay là loài quỷ khác thì họa may, nó hưởng được cái mùi tanh của máu, cái mùi thức ăn nấu lên. Và tất cả những cái nơi đông người đều có hết. Chẳng qua là ma mà người là người, không xâm phạm với nhau. Trừ khi có nhân duyên nào đó mà họ chạm nhau ở cái chốn đông người đó thì mới có cái cơ duyên gặp nhau thôi. Thì hôm nay Tân kể một câu chuyện để mình nhắc lại những ngày tháng mà mình sắp mình trở về bên đó. Thì thật ra cái chuyến đi này á, mình nói trước thì sợ mình bước không qua. Thứ nhất là mình cũng muốn tìm lại những cái nơi kinh dị, những nơi có ma. Mình quay hình mình kể cho các bạn, mình đổi cái không gian làm việc và cái quá trình làm việc của mình để mà nó có cái gì đó mới cho các bạn xem. Và mình quyết tâm mình đi càng nhiều càng tốt. Và mình sẽ quay nhiều thứ mà có thể gọi là tạo ra một cái gì đó mới cho kênh mình. Bên cạnh đó Tân vẫn duy trì cái việc kể chuyện. Đây là điều kiện mình đã có thể đi được rồi. Bởi vì đã tìm được hai quay phim đi với Tân cũng coi như là hợp. Bên cạnh đó có quản lý mình cũng ok. Tất cả thu xếp công việc được xong rồi thì mới bắt đầu đi. Thì sẵn hôm nay câu chuyện ngày hôm nay kể Tân cũng chia sẻ một phần. Và trong cái quá trình mà Tân tới Thái Lan, đặc biệt là Tân sẽ tới Pratunam, Sukhumvit ở Bangkok, thì nếu mà có bạn nào người Việt mình sống ở bên Thái mà mình biết nhiều về những câu chuyện tâm linh hoặc những nơi bí ẩn, các bạn có thể vào fanpage của Tân để inbox, để cho Tân những địa chỉ và câu chuyện. Tân sẽ tới đó kiểm chứng và quay cho các bạn xem. Nếu các bạn không sợ ma thì có thể hẹn nhau ở đâu đó tại Bangkok và tụi mình sẽ cùng đi với nhau đến địa điểm đó. Nếu các bạn không sợ nha. Nếu các bạn sợ thì không cần, có thể cho Tân địa điểm để Tân tới cũng được. Để mình thay đổi cái môi trường làm việc một chút xíu và mình muốn gia chạm mạo hiểm hơn một chút, là tới gần với tâm linh hơn. Thì những ai mà hiện tại đang ở Bangkok mà bạn rành một chút xíu về Thái Lan thì bạn có thể giúp Tân bằng cách inbox vào trong fanpage để cho ekip của Tân check và có một cuộc gặp với các bạn ở Bangkok. Thì các bạn thấy sao về câu chuyện ngày hôm nay và dự định của Tân thì cho Tân biết trong phần bình luận. Nhớ like, share và subscribe để kênh YouTube của Tân đến với nhiều người hơn. Bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các bạn với câu chuyện lần sau. Bye bye.